Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 6 với phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho các em ở cái bài 11 tiết 1 và thầy đã quay xong cho các em phần 1 và phần 2. Phần 1 thì chúng ta đã biết được oxygen trong trái đất thì nó sẽ có gần như khắp mọi nơi, từ không khí trong nước cho tới ở trong đất, đúng không nào? Và phần 2 thì chúng ta nắm được tính chất vật lý của khí oxygen và cái tầm quan trọng của khí oxygen rồi. Trong clip hôm nay thầy sẽ quay cho em phần 3, phần 4 và phần 5 các em nhé. Ở trong cái bài 11 này gọi là tiết 2. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu ở phần 3, đó chính là thành phần của không khí. Như vậy thì trong không khí đây, thầy quơ lại cái tay của thầy là cảm nhận được trong này nó có mát này, và trong này có hơi nước nè. Rồi trong cái không khí này có những thành phần nào thì các em nhìn giùm thầy ở trong đây. Nhớ này, cái cả vòng tròn này chiếm 100%, thì trong đó khí nitơ, nghĩa là nitrogen, nó chiếm là 78%. Oxygen, nghĩa là khí oxy, là con màu xanh này, nó chiếm là 21%. Và 1% còn lại đó chính là carbon dioxide, nghĩa là khí CO2 này. Thằng này khí CO2 này, hơi nước. Sau này người ta học nước ký hiệu là H2O này, và một số khí khác. Số khí khác ví dụ như argon này, hoặc là khí CO này, và một số khí khác. Được chưa? Nó chỉ chiếm 1% thôi, rất là nhỏ. Đấy, nhìn giùm thầy cái thành phần này. Đấy, nhớ là như vậy nha. Bây giờ thầy sẽ tiến hành trả lời cho các em ở cái câu hỏi này. Người ta hỏi này, khí oxygen chiếm bao nhiêu phần trăm thể tích không khí? Đó chính là các em trả lời thầy là 21%. Đúng nào? Khi nào có phần trăm thể tích lớn nhất trong không khí? Khi nào các em? Khí nào nhỉ? Khí nào có phần trăm thể tích lớn nhất trong khí, đó chính là khí gì? Đó chính là khí nitrogen, còn gọi là khí nitơ. Và nó chiếm ở đây là 78%. Đó. Vậy thôi, người ta hỏi gì thì người ta trả lời cái đó thôi nha. Ta sẽ đi sang ở trang 38. Nhớ trong không khí là nó có 3 cái nhóm như vậy. 78% là khí nitơ, 21% là khí oxy, 1% là còn lại là khí carbon dioxide, hơi nước và một số khí khác. Vậy thôi. Ok, ta đi sang phần tiếp theo. Ta đi sang phần hoạt động em, tìm hiểu một số thành phần của không khí. Một, chứng minh trong không khí có hơi nước. Chuẩn bị này, nước pha màu, nước đá, hao nghiệm có nút. Đây cái nút đậy này, hao nghiệm này. Được không nào? Như vậy thì ở trong đây á là nó có gì các em? Nước đá này, nước pha màu này, trong này có nút đá. Như vậy thì cho nước pha màu vào hai ống nghiệm A và B, nghĩa là chúng ta cho nước pha màu vào trước nha. Cho vào viên nước đá vào ống nghiệm A và đậy nút cả hai ống nghiệm lại, nghĩa là cái điều kiện ở đây khác nhau ở đây á là ống nghiệm B không có nước đá, không có đá nha. Không có các viên đá, còn ở ống nghiệm A thì nó lại có cái nước đá ở đây, viên đá ở đây. Thì qua một thời gian thì các em sẽ thấy được là cái ống nghiệm A nó sẽ có những cái giọt nước nó đọng bên ngoài cái ống nghiệm, còn ống nghiệm B thì không. Như vậy điều đó chứng tỏ là gì? Điều đó chứng tỏ là trong không khí nó có hơi nước. Tại sao này? Tại sao người ta lại lấy nước màu mà không phải là lấy nước lọc hay nước trong? Là có lý do người ta. Người ta sẽ so sánh cái màu của cái nước mà nó đọng bên ngoài đây này là cái nước trong. Và cái nước này đó chính là nước trong không khí nó ngưng tụ ở trên cái ống nghiệm này. Tại vì ở phía nước ở phía bên trong ống nghiệm là nước màu xanh. Còn nước ngưng tụ ở bên ngoài này thì nó là nước không màu. Chứng tỏ là trong không khí nó có hơi nước. Các em hiểu không nào? Đấy, ok. Như vậy thì ở đây này, ở ống nghiệm A này là xuất hiện các giọt nước không màu. Đây, đó, thấy chưa? Các giọt nước không màu. Điều đó chứng tỏ là gì? Nước ở bên ngoài ống nghiệm nó không phải là nước ở bên trong ống nghiệm này rơi ra, mà đó chính là sự ngưng tụ. Điều đó chứng tỏ là gì? Đó chính là sự ngưng tụ. Ngưng tụ của gì? Của hơi nước. Hơi nước trong không khí. Điều đó chứng tỏ là, điều đó chứng tỏ là gì? Trong không khí có chứa hơi nước. Trong không khí có chứa hơi nước. Các em hiểu không? Được chưa?
Hiểu chưa nào? Rồi chúng ta đi sang phần 2. Cái thí nghiệm thì giáo viên sẽ làm cho các em xem nha. Xác định thành phần của thể tích oxygen trong không khí. Cái này dễ hiểu lắm em. Em nhìn này, nhìn như này, nhìn này. Thầy trình bày nhanh cho các em thí nghiệm này, giáo viên sẽ làm cho các em thôi. Đầu tiên ta sẽ lấy một cái chậu nước bên ngoài đây. Cái mực nước ban đầu này, thấy không? Mực nước ban đầu. Sau đó chúng ta sẽ chuẩn bị một cây nến. Mà trên cây nến này á, ở dưới đây nó có một giá để dù bằng xốp hay bằng gì đó, nghĩa là nó có thể nổi được trên mặt nước đúng không? Chúng ta sau đó chúng ta sẽ lấy một cái ống nghiệm này, chúng ta chụp lại. Và trên ống nghiệm này chúng ta phải đánh cái mực nước đây, gọi là đây mực 1 này. Nhớ này, ngay chỗ đây là mực 1 này, ngay chỗ đây là 2 này, ở đây 3 này, ở đây 4 này và ở đây 5 này. Các em để ý giùm thầy mực nước đó. Như vậy ban đầu chúng ta đốt cây nến. Đốt cây nến thì cây nến vẫn cháy, tại vì hiện tại ở trong cái chậu này vẫn có khí oxy, nên cây nến này vẫn có sự duy trì là sự cháy, và mực nước là nó ở vị trí ban đầu, vị trí số 1. Tuy nhiên sau một thời gian thì cây nến này nó sẽ cháy yếu dần, tại vì khi đó cái lượng khí oxy này nó giảm xuống, nó giảm. Cái hiểu nào? Cái lượng khí oxy ở trong cái cốc này nó đã bị giảm, và tới một thời điểm nào đó thì cái nến ăn này nó sẽ tắt, tại vì không có oxy nữa, không có oxy. Cái hiểu không? Nghĩa là trong cái cốc này không có oxy thì khi đó nước nó sẽ bắt đầu dâng lên. Đây, các em thấy không? Nó sẽ dâng lên cái khoảng này, một đoạn này này, so với vị trí ban đầu. Các em hiểu không? Hiểu không ta? Đấy, khi nó tắt thì nước nó sẽ dâng lên. Ở đây người ta giải thích kỹ, đó chính là do áp suất. Thứ nhất á, là do cái lượng khí oxy ở trong cái cốc này nó không còn. Nó không còn thì sự cháy này không có duy trì nữa. Nên là để mà cân bằng giữa áp suất bên trong và áp suất bên ngoài thì khi đó cái mực nước này nó sẽ dâng lên. Được chưa? Và cái thể tích này dâng lên thì đúng bằng cái thể tích của khí oxy. Cái mực nước này này, cái đoạn này này, đó chính là thể tích của oxy mà nó có ở trong cái cốc này. Được không nào? Như vậy thì nếu như mà cái cốc này chia làm 5 phần, giống như môn toán em, 5 phần thì nó dâng lên một phần thì nó chiếm ở đây là 1/5, thì chứng tỏ nó khoảng là 20%, và người ta tính toán chính xác thì nó khoảng là 21%. Đó, 1/5, nhớ không thầy? Như vậy, như vậy thì ở đây trả lời câu hỏi này, khi nào em biết oxy trong không khí đã hết, nghĩa là khi đó ngọn nến tắt. Ngọn nến tắt nha. Thầy ghi 3 chữ thôi. Ngọn nến tắt. Ngọn nến tắt thì khi đó khí oxy đã hết. Chiều cao cột nước dâng lên bằng chiều cao, bằng bao nhiêu phần chiều cao của cốc? Từ đó suy ra oxy chiếm khoảng bao nhiêu phần trong khí. Đó, chiều cao đó chính là gì? Em ghi ý thứ nhất là chiều cao cột nước dâng lên bằng bao nhiêu, hồi nãy thầy nói bằng mấy, bằng 1/5 chiều cao của cốc. Một phần năm thì nếu tính ra thành phần phần trăm thì bằng là 20%, có đúng nào? Nên là từ đây chúng ta suy ra là oxy nó chiếm ở đây là 1/5 thành phần không khí. Em hiểu chưa? Đó, quan trọng cái cơ bản là thầy giảng trên thí nghiệm này, em hiểu trước cái đã rồi giải thích ở trong đây. Hiểu chưa nào? Chúng ta sẽ đi sang phần 4 nhé. Phần 4, phần 4 thì ở đây chúng ta đi sang cái phần vai trò không khí. Ở đây người ta nêu 4 vai trò rất là thiết thực, và câu hỏi này, cái này chúng ta ghi vào trong vở bài học này. Xin lỗi em, cho con vừa có điện thoại nha. Như vậy vai trò này đọc giùm thầy và học, ghi vào học luôn nha, và trả lời cho đúng cái câu hỏi này luôn. Nêu vai trò của không khí đối với sự sống thì em nêu thầy 4 cái ý này được không? Đấy, về ở đây này,
Thầy đọc và vừa đọc vừa phân tích xíu này, sự luân chuyển không khí giúp điều hòa khí hậu này, khiến bề mặt trái đất không quá nóng này. Nếu mà em thấy là bữa nay cái hiệu ứng nhà kính á, thì người ta làm nó sẽ làm cho cái trái đất chúng ta trở nên nóng lên. Mà nóng lên thì cái hậu quả đầu tiên em nghĩ tới đó chính là băng tan. Băng tan thì khi đó nước biển sẽ dâng, mà nước biển dâng lên thì nó sẽ xóa sổ một số quốc gia nó nằm dưới sâu dưới mặt nước biển, đúng không nào? Đấy. Hoặc là không khí nó còn có tác dụng bảo vệ trái đất khỏi các cái thiên thạch mà rơi từ vũ trụ xuống, gọi là va chạm giữa các thiên thạch. Ha. Đấy. Rồi. Oxy trong không khí cần cho sự hô hấp của động vật, thực vật và đốt cháy nhiên liệu, cái này chúng ta được biết rồi. Khi mưa dông có sấm sét, nitrogen này gọi là cái chuyển hóa thành chất đạm nha, chuyển chất đạm. Và cái này nó, nhưng mà nói cho cái sấm sét thì đó của người ta khá là nguy hiểm nha. Đặc biệt là thầy nói mở rộng bên ngoài xíu này. Khi mà trời mưa dông á, mà các em thấy có sấm chớp đùng đùng á, thì chúng ta không được mà mang vác cầm nắm các cái vật bằng sắt em nha. Hoặc là các em trú ở dưới cái tán cây lớn để mà trú mưa đấy. Thì khi đó sấm sét rất là dễ đánh bị trúng. Nên là khi có sấm sét thì chúng ta phải ở trong nhà các em nha. Chứ chúng ta đừng ra bên ngoài, và đặc biệt là chúng ta cầm nắm các cái vật dụng mà bằng sắt là rất là dễ là xét nó đánh trúng, mà đánh trúng thì chắc chắn như nào là chết, tử vong đấy, hiểu chưa? Carbon dioxide như là khí CO2 này cần thiết trong quá trình quang hợp của cây xanh. Các em nhớ rằng này, qua quá trình quang hợp, nghe thầy giảng chỗ này hình này một xíu này, nhờ có ánh sáng mặt trời, đúng không? Lá cây này, cái lá cây này nó sẽ có tác dụng quang hợp, tại vì bên trong lá này nó có chất diệp lục. Khi mà nó quang hợp ấy, thì cái lá này nó sẽ thải ra khí oxy, đúng không nào? Nó thải ra khí oxy cho mình hô hấp, ok. Và đồng thời nó sẽ hấp thụ cái khí CO2, nghĩa là khí carbonic vào đây. Mà em biết rằng khí CO2 này là khí gây hiệu ứng nhà kính, gây mưa axit, nghĩa là khí này khí độc này, cái lá này nó hấp thụ. Nên chính vì vậy mà cái trong không khí này này, cái giữa khí oxy và khí CO2 này nó được cân bằng là nhờ gì? Nhờ cây xanh. Oxy và CO2 trong không khí cân bằng được đó chính là nhờ cây xanh này. Tại vì nó lấy vào khí độc và nó thải ra khí oxy cho mình hô hấp và cần thiết cho sự sống. Ta hiểu chưa nào? Như là qua cái này thầy nói quá trình quang hợp cây luôn rồi, các em hiểu rồi đó. Rồi chúng ta sẽ đi sang phần 5, sự ô nhiễm không khí. Nguyên nhân và hậu quả của ô nhiễm không khí. Đó, đọc dùm cái phần này một cái. Toàn bộ là do con người nhiều em, chứ mình tự nhiên ít lắm. Con người này, nào rác thải này, các em thấy ví dụ như trong trường học của mình ấy, đặc biệt là bữa nay các cái hộp xốp chứa nào là phô mai que, rồi khôi lăn lắc, rồi các kiểu đà điểu ha, thường là chứa trong hộp xốp và đựng vào trong cái túi ni lông. Ăn thì vứt không đúng nơi đúng chỗ, toàn là ăn đâu rồi vứt đó, rồi que kem các kiểu ha. Người ta nói đây là liên quan tới phụ nữ, các em đấy, học sinh đó. Nên em phải có ý thức là khi ăn là người ta phải bỏ vào trong cái thùng rác về cái gì, que kem rồi túi ni lông rồi đó ha. Cháy rừng thì gần như là do con người đốt rừng làm nương rẫy, hoặc là hút thuốc rồi vứt vào cái tàn thuốc các em ha. Khí thải từ ô tô ha, chạy bằng xăng dầu, khí thải từ các nhà máy, ví dụ nhà máy xi măng, các nhà máy lọc dầu hay các nhà máy sản xuất gang thép chẳng hạn đấy, khói nghi ngút. Và có một hoạt động đó chính là đốt rơm nữa các em, hoạt động mà đốt rơm á, đốt rơm dân của mình, ví dụ như sau khi mà gặt lúa xong em thì hay có cái thói quen đó chính là đốt rơm rạ. Mà khi đốt rơm rạ thì cái khí CO2 nó vào không khí rất là nhiều, khí CO và CO2 rất là nhiều em, và gây ô nhiễm không khí đấy, hết sức lưu ý nha. Đây phần này em đọc giùm thầy này, cái tác hại này, khí độc này gây bệnh nguy hiểm cho người này, hô hấp này, gây ra mưa axit này, công trình xây dựng này, giảm liều đói, quang hợp, các tác hại của nó đấy em, được chưa? Các em nhìn giùm thầy ở cái hình này, khí thải độc là nguyên nhân gây ra mưa axit. Mưa axit nghĩa là cái trong nước mưa đấy nó có cái hàm lượng đây này, axit đó chính là đây này, anh à, này này em, đây chính là axit carboxylic nha, nghĩa là cái thằng này là kết hợp giữa cái anh CO2 và hơi nước nó tạo ra cái axit này. Sau này người ta được học và biết cái phương trình này, được chưa nào? Và axit này nó sẽ gây phá hủy các cái công trình, cây cối, nhà cửa, tôn đồ bị mục hết nghe, đúng không nha? Dù nó cũng sẽ gây chết các sinh vật ở dưới nước chẳng hạn, dù cá chẳng hạn.
Ta đi sang phần 2, bảo vệ môi trường không khí. Đây, để bảo vệ thì chúng ta phải cần làm những vấn đề này. Và đặc biệt đối với lứa tuổi học sinh của mình á, thì thầy thấy cái thiết yếu nhất là thằng này này, đó chính là trồng cây xanh. Trồng cây xanh mà vừa nó lấy được khí CO2 mà vừa nhả ra khí oxy thì gọi là chúng ta lời cả đôi đường. Nó vừa giải độc mà nó vừa cung cấp cái sự sống cho mình. Nên chúng ta cần phải bảo vệ cây xanh và trồng cây xanh, chăm sóc cây xanh. Hiểu chưa? Ok, thấy chưa nào? Ta đã đưa ra hết rồi. Và bữa nay con người chúng ta đang tìm các nguồn năng lượng sạch, ví dụ như là gió này, gió này, mặt trời, ví dụ pin mặt trời này, các cái cánh quạt gió này tạo năng lượng điện này, hoặc là nước, nước. Ta sẽ đi sang cái phần trả lời các câu hỏi nữa là xong nha. 4 câu hỏi. Ta quan sát hình 11.7 và nêu ra các nguyên nhân. Trời ơi, nguyên nhân đây. Đây nghe. Các em ghi giùm thầy ở nguyên nhân ở đây. Và các em cụ thể là các em ghi là rác thải này, cháy rừng này, khí thải từ ô tô này, khí thải từ nhà máy. Ghi giùm thầy 4 cái ý này một là xong. Được không? Để đó. Còn ở câu số 2 là tác hại đối với đời sống không? Tác hại đây. Đây câu số 2 này. Ghi giùm thầy ý này vô. Câu này tác hại này. Được không nào? Đấy. Còn câu thứ 3. Câu thứ 3 thì để góp phần ô nhiễm môi trường đây này. Câu số 3 này. Em có thể làm gì thì đây, các em kể ra. Câu số 3 là nằm ở mục này. Đấy, thực chất thì người ta hỏi thì người ta dựa vào cái này trả lời thôi. Câu số 3 đây. Rồi đối với các em thì nhưng mà ở đây á là nó chung chung đối với cả người lớn và các trẻ em, đối với lứa tuổi các em thì đối với các em nha, thầy sẽ ghi một số ý đối với lứa tuổi của mình này. Đối với lứa tuổi học sinh của mình là câu số 3 này, thầy đã nói rồi, chúng ta thứ nhất là trồng cây xanh này, ai cũng trồng được, mọi lứa tuổi đó trồng cây xanh. Cái thứ hai á là chúng ta nên tuyên truyền cho mọi người cái ý thức bảo vệ môi trường không khí, được không nào? Và cái thứ ba đó chính là chúng ta hạn chế đi xe máy, ô tô không? Và thay thế là đi gì? Đi xe đạp, vân vân. Đấy là ba công việc mà theo thầy là các em nên làm, nghĩa là chúng ta vận dụng đối với lứa tuổi của mình phù hợp á, trồng cây xanh, tuyên truyền và đi xe đạp. Chứ còn những cái phần còn lại thì đó là người lớn mà nó có tổ chức rồi nghe, chứ mà để mà các em thì rất là khó, được không nào? Ở đây người ta hỏi gì, một bạn nói carbon dioxide không phải là khí độc nhưng có nhiều trong không khí thì không khí cũng bị ô nhiễm, có hại cho sức khỏe, ý kiến bạn nói đúng hay sai? Đúng hay sai? À, chắc chắn là đúng. Đúng em nha. Đấy. Như vậy thì ý kiến này là đúng em nha. Như vậy các em đúng và các em ghi việc là nếu cái nồng độ mà CO2 tăng cao á thì không tốt. Lúc này thì không khí bị ô nhiễm và có hại cho sức khỏe. À, nếu cái nồng độ carbon dioxide như là CO2 tăng cao thì không tốt. Lúc đó sẽ như thế nào? Lúc này không khí bị ô nhiễm, có hại cho sức khỏe con người. Đây là chữ sức khỏe các em nhé. Tại vì trong quá trình giảng thầy có đọc nên các em sẽ viết được. Thầy đọc lại này, đúng này, nếu nồng độ CO2 tăng cao thì không tốt, lúc này không khí bị ô nhiễm có hại cho sức khỏe con người. Ta ngăn cách ở chỗ này nha, chứ không này, đấy. Vì đây chính là câu trả lời câu số 4, được chưa? Thì qua cái bài học này thì chúng ta đã nắm được này. Đấy, ghi phần kết luận vào để học này, em có thể này làm được những vấn đề này, lập kế hoạch rồi nêu ý nghĩa gì đó, được chưa? Ok.
em có biết, các em sẽ đọc thầy phần này. Như vậy chúng ta đã kết thúc ở chương 2. Trong clip sau thì chúng ta sẽ đi sang ở cái chương 3, đó chính là chúng ta tìm hiểu về nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, lương thực, thực phẩm các em nha. Chúc em học tốt và nhớ đọc bài trước và trả lời tất cả câu hỏi trước khi mà thầy quay. Học như vậy thì các em có khả năng tự học và hiệu quả hơn. Đừng luôn luôn, các em luôn luôn phải ở trạng thái là chủ động, chứ đừng bao giờ để bị động. Nhớ nhìn thầy như vậy. Bye bye các em nha.